Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây Chiều ngày 10 tháng 9, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Hà Nội, lễ đón chính thức đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch Trong chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có các cuộc hội đàm gặp gỡ quan trọng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như các hoạt động khác Tháp tùng Tổng thống Biden trong chuyến thăm chính thức Việt Nam có các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry, trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finner, Phó trợ lý Tổng thống, điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell. Trợ lý ngoại trưởng Daniel Christenbrink, cố vấn đặc biệt của tổng thống, giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Rapp-Hopper, cố vấn đặc biệt của tổng thống, giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chahabra. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tổng thống Joe Biden kể từ khi ông nhận chức đầu năm 2021. Chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Joe Biden diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam sau khi dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ấn Độ. Sau chuyến công du tới Việt Nam, ông sẽ trở về Mỹ để dự lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9, đánh dấu 22 năm sự kiện ngày 11 tháng 9 xảy ra. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden là sự tiếp nối của các chuyến thăm Việt Nam của những người đứng đầu Nhà Trắng. Tổng thống Bill Clinton năm 2000, Tổng thống Greg Bush năm 2006, Tổng thống Obama năm 2016, Tổng thống Donald Trump 2017 trong gần 30 năm qua, sau lễ đón tại phủ chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden cùng chụp ảnh lưu niệm trước khi tiến hành hội đàm tại văn phòng Trung ương Đảng. 16 giờ 5 phút chiều ngày 10 tháng 9, chuyên cơ không lực 1 chở Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng phái đoàn Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những hình ảnh đầu tiên khi Tổng thống Biden bước xuống từ chuyên cơ không lực 1 được ghi nhận tại sân bay quốc tế nội bài bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hai bên vừa kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Đón Tổng thống Mỹ và đoàn tại sân bay có trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Cục trưởng Cục để tân Nhà nước Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Dũng cùng một số cán bộ ban đối ngoại trung ương Bộ Ngoại giao. Tháp tùng Tổng thống Mỹ có Ngoại trưởng Antony Blinken, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napper, Cố vấn An ninh Quốc gia Jay Sullivan, đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry, trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia John Finner, Phó trợ lý tổng thống, điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh Quốc gia Kurt Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kurstinbrink, cố vấn đặc biệt của tổng thống, giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Mira Hopper cố vấn đặc biệt của tổng thống, giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh Quốc gia Tarun Chaspra. Sau nghi lễ đón ở sân bay nội bài, tổng thống Joe Biden về phủ chủ tịch dự lễ đón do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Việt Nam và Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ từ tháng 7 năm 1995 và nâng cấp lên đối tác toàn diện tháng 7 năm 2013. Với nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, hai bên hợp tác trên mọi lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh. Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao là ông Bill Clinton vào tháng 11 năm 2000. Kể từ đó, các đời tổng thống Mỹ đều thăm Việt Nam. Gồm các ông George W. Bush, Barack Obama và Donald Trump. Năm nay, hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện. Ngày 9 tháng 9, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, tư lệnh cảnh sát cơ động đã đến kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tại Việt Nam đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an, về đảm bảo an ninh an toàn chuyến thăm chính thức việt nam của tổng thống mỹ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong đó xác định yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho tổng thống mỹ các thành viên trong đoàn thời gian hoạt động tại việt nam và các hoạt động đón tiếp làm việc của lãnh đạo đảng nhà nước với đoàn bên cạnh đó chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn phục vụ công tác bảo vệ đoàn kịp thời phát hiện đấu tranh với các âm mưu hoạt động đe dọa an ninh an toàn của đoàn. Công an địa phương, các lực lượng liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn mọi hoạt động của Tổng thống Mỹ trong thời gian thăm Việt Nam, nhất là xử lý các tình huống đột xuất, phức tạp, bất ngờ xảy ra. Tư lệnh Cảnh sát cơ động chỉ đạo đơn vị Cảnh sát đặc nhiệm, các đồng chí cần giả lại vũ khí, phương tiện mang theo, chuẩn bị cho phù hợp với nhiệm vụ ở từng địa điểm. Duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, thông tin liên lạc, đảm bảo quân số, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, Phương tiện sẵn sàng tăng cường xử lý các tình huống phức tạp đột xuất xảy ra tại mục tiêu đơn vị đảm nhiệm, kiểm tra, đôn đốc và giao nhiệm vụ cho các trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu, tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ hàng đặc biệt. Biểu dương các đơn vị về cơ bản đã triển khai thực hiện các kế hoạch. Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm cũng như thành quả hợp tác song phương thời gian qua và triển vọng quan hệ hai nước trong thời gian tới. Đại sứ thông tin, từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995, các tổng thống Mỹ đương nhiệm đều thăm Việt Nam, nay tổng thống Joe Biden tiếp nối truyền thống tốt đẹp này. Điều đặc biệt ý nghĩa là chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2013-2023. Với đà phát triển toàn diện sâu rộng của quan hệ hai nước, chuyến thăm của Tổng thống Biden sẽ tạo thêm động lực đưa quan hệ song phương phát triển lên một tầm cao mới. Đây là tinh thần mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden đã thống nhất tại cuộc điện đàm cấp cao ngày 29 tháng 3 vừa qua. Đại sứ nói thêm, trong chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ có các cuộc hội đàm gặp gỡ quan trọng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước ta, có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân hai bên sẽ giả soát lại quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới với nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế, thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Ông rất lạc quan về tương lai quan hệ song phương dựa trên cơ sở nhìn vào tiến trình và thành quả mà hai nước đã đạt trong thời gian qua, tiềm năng và nguyện vọng của người dân mỗi nước, những khuôn khổ hợp tác mới mà lãnh đạo Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tạo dựng nhân chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Biden. Nhận lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm nay ngày 10 tháng 9 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 9. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện 2013-2023, đánh dấu lần đầu tiên cả tổng thống và phó tổng thống Hoa Kỳ thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài, phát triển sâu rộng, thực chất toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quan trọng và ở cả ba cấp độ song phương khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Theo Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, trong chuyến thăm này, Tổng thống Biden sẽ có các cuộc hội đàm gặp gỡ quan trọng với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam có các hoạt động với doanh nghiệp và người dân. Hai bên sẽ giả soát lại quan hệ đối tác toàn diện trên các lĩnh vực và đề ra những định hướng cho quan hệ thời gian tới. Với nội hàm tập trung vào hợp tác khoa học công nghệ, kinh tế, thương mại và đầu tư, gia lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh, điều này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Mỹ, đồng thời tạo điều kiện khách quan thuận lợi hơn để Việt Nam dần khẳng định vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Hai bên cũng dự kiến cùng tổ chức hoạt động trao đổi kỳ vật chiến tranh, gặp gỡ giữa các doanh nghiệp công nghệ hai nước. Nhân dịp này, hai bên dự kiến sẽ ký kết nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Một vài điểm sơ lược về tiểu sử Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden. Một Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Joseph Robinette Biden Jr. Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1942 tại Scranton, bang Pennsylvania, Mỹ. Học vấn, cử nhân ngành khoa học chính trị, Đại học Delaware năm 1965. Bằng luật Đại học Syracuse, New York năm 1968. Gia đình, đã kết hôn và có 4 người con. 2. Quá trình công tác. Năm 1968 được cấp bằng luật sư, mở văn phòng luật. Năm 1970, 1972 được bầu vào hội đồng thị chính hạt Newcastle, bang Delaware. Năm 1973, đắc cử thượng nghị sĩ đại diện bang Delaware, trở thành thượng nghị sĩ trẻ thứ 6 trong lịch sử Mỹ. Sau đó, tái đắc cử 6 lần, từng giữ các chức vụ chủ tịch ủy ban đối ngoại Năm 2001, năm 2003 và 2007, 2008. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp năm 1987, 1995. Năm 2009 đến năm 2016, Phó Tổng thống dưới thời chính quyền Tổng thống Obama. Năm 2017 đến năm 2019, diễn giả, viết sách, tham gia các hoạt động từ thiện. Tháng 4 năm 2019, tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tháng 11 năm 2020, đắc cử tổng thống Mỹ, nhiệm kỳ năm 2021-2025, trở thành tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ, 78 tuổi. Ngày 25 tháng 4 năm 2023, tổng thống Biden và phó tổng thống Kamala Harris tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2. Danh sách đoàn chính thức tháp tùng tổng thống Hoa Kỳ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. 1. Ngoại trưởng Antony Blinken. 2. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper 3. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan 4. Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry 5. Trợ lý Tổng thống, Phó Cố vấn an ninh quốc gia John Feiner 6. Phó trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng an ninh quốc gia Kurt Campbell 7. Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Brink 8. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng an ninh quốc gia Mira Rapp Hooper 9, cố vấn đặc biệt của tổng thống, giám đốc cao cấp hội đồng an ninh quốc gia Tarun Chopra. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.